Các hoàng đế Trung Hoa làm thế nào để các vị tướng của mình luôn trung thành và nghe lệnh? Trung Quốc đã trải qua thời kỳ quân chủ hơn 4.000 năm trước, với gần 500 hoàng đế, lịch sử Trung Hoa cũng đã trải qua nhiều thăng trầm và biến động chính trị. Đa số tất cả hoàng đế đều nắm quyền lực trong tay và ra quyết định mọi việc của quốc gia, là người có thể phán quyết sinh mệnh của ai vào bất cứ lúc nào. Để củng cố quyền lực của mình vững chắc, hoàng đế phải xây dựng các mối quan hệ đáng tin cậy, trong đó các vị tướng lĩnh nắm hầu hết quân sự. Vì vậy, quản lý tướng lĩnh là một trong những điều quan trọng mà các hoàng đế luôn ngày đêm đau đáu. Vì đây có thể là con dao hai lưỡi, cắt đứt tay mình khi nào không hay. Trong lịch sử thế giới không riêng gì Trung Hoa, đã có nhiều lần các vị tướng dưới quyền lật đổ ngai vàng của người mình từng phục vụ để sở hữu và phong danh người đứng đầu. Ở Trung Quốc cổ đại, tướng quân không có quyền chỉ huy quân đội. Các tướng lĩnh chỉ có quyền đào tạo binh lính, tập trận và tuyển quân, giống như một người quản binh giùm vua của mình. Và quan trọng hơn hết là các vị tướng này không được điều binh khiển tướng nếu chưa có chiếu chỉ của vua. Vào thế kỷ 11 trước công nguyên thời Tây Chu, các vị hoàng đế này đã lập ra quy định về việc quản lý quân đội. Theo đó, hoàng đế cho người làm ra hồ phù, một ấn hình con hổ làm bằng đồng đen, sau này cải tiến thêm bạc hoặc vàng. Hồ phù sẽ bị cắt làm đôi, bên phải do vua nắm giữ, nửa trái vua ban cho các tướng lĩnh đi tham chiến. Nếu không có hai nửa hổ phù ghép lại, thì thông soái sẽ không được điều binh khiển tướng, cho dù quân đối phương có bất lợi sơ hở hay đang áp đảo. Nếu như vua muốn quân đội tham chiến, nhà vua sẽ gửi chiếu chỉ và ấn hồ phù trong tay mình cho thông soái. Sau khi hợp nhất lại hồ phù, thông soái sẽ nghe lệnh chiếu chỉ mà nhà vua ban mà điều binh khiển tướng. Theo giật sự, Tần Thủy Hoàng đã làm hàng trăm cái hồ phù ban cho các tướng lĩnh của mình, cho thấy quân đội Trung Hoa bấy giờ rất hùng mạnh. Hồ phù còn gọi là binh phù, là tín vật của vua và tượng trưng cho quyền lực nhà vua. Thấy hồ phù như thấy nhà vua, cũng có nhiều câu chuyện bi hài về việc các tướng lĩnh đánh rơi hồ phù trên đường hành quân. Và quan trọng nhất vẫn là sự trung thành, nên vua luôn chọn những người mình tin tưởng và có tài cầm quân đánh trận mà ban cho nửa ấn hồ phù. Về việc vận chuyển nửa ấn hồ phù từ tay vua đến tướng lĩnh như thế nào, Trung Quốc cổ đại đã thiết lập một hệ thống chuyên dụng để gửi các thông điệp chính thức, bao gồm cả các sắc lệnh của vua. Các chiếu chỉ và tín vật được cho vào phong bì, niêm phong bằng phương pháp đặc biệt, chuyển từ tiêu cục này sang tiêu cục khác và được kiểm tra con dấu niêm phong liên tục. Người đưa tin sẽ bị trừng phạt nếu con dấu bị phá vỡ. Muốn phá phong ấn, thay sắc lệnh và đánh cháo hồ phù là điều không thể. Vì các chiếu chỉ được làm từ các vật liệu đặc biệt mà chỉ có triều đình chế tạo được, cũng như khó thể làm giả hồ phù khi công nghệ làm giả thời đó của Trung Quốc vẫn chưa đạt được trình độ cao. Sự trọng dụng lòng trung thành và ấn vật hồ phù là hai yếu tố kiểm soát quân sự của triều đình. Sau đây tôi xin liệt kê thêm 6 yếu tố nữa. 3. Các quan võ cùng cấp luôn có ít tiếng nói hơn quan văn. Vì vậy, khi thái úy, quan võ nắm quyền lực hàng đầu về quân sự, nhưng khi ngồi ăn cùng quan văn cùng cấp là tể tướng, cũng phải kính nể vài phần. Đặc biệt, về lễ nghi từ thời nhà Chu, luôn khắc khe từ đời sống hàng ngày đến cung cấm. Việc quan trọng lễ nghi như vậy cũng khiến cho sự phân biệt thấp kém rõ rệt giữa các đơn vị cùng cấp. Và tể tướng cũng là người vua tin tưởng nhất, giao cho nhiều vấn đề quan trọng của quốc gia. Các ông vua này cũng biết rằng, sức mạnh trí tuệ vẫn luôn là chìa khóa để nắm giữ ngai vàng, văn võ song toàn mới làm nên trò trống. 4. Lương bổng của quân đội chỉ được xét duyệt từ triều đình và hoàng đế. Việc quản lý lương bổng của quân đội là điều vô cùng quan trọng mà triều đình luôn kiểm tra định kỳ. Việc tham gia binh tuyển của người dân đều vì miếng cơm manh áo, nên khi có tiền họ sẽ phục vụ quân đội tận tâm. Và việc triều đình quản lý chặt chẽ tiền nông cho quân đội là điều dễ hiểu. Không để các vị tướng nào có thêm những quyền lực ngầm đáng nguy hại đến sự trỗi dậy và nổi loạn. Ngoài việc tránh các vị tướng này nổi loạn, còn giúp triều đình quản lý nạn tham nhũng mà vào thời đó khó mà quản lý xuể. Đây cũng là điều hiển nhiên, khi quân đội nên làm đúng với nhiệm vụ của mình là bảo vệ quốc gia và mải binh luyện võ để tham gia các cuộc chiến. Còn việc kiếm tiền và phân bố đã có triều đình lo liệu. 5. Vật tư và hậu cần đều do triều đình cấp. Binh khí, áo giáp, chiến mã, vân vân và vân vân đều được triều đình cấp cho quân đội. Bộ binh là nơi phân phát các vật tư chiến tranh này. Thời phong kiến, việc rèn binh khí đều được quản lý bởi triều đình,
người dân bình thường khó mà có đủ kim loại để rèn những binh khí chiến đấu. Đó cũng là yếu tố giúp triều đình quản lý đất nước, tránh các cuộc nổi loạn trong nước. Vì khi không có binh khí tốt, các đám nổi loạn khó mà chiến đấu lại các binh lính chính quy của triều đình. 6. Thành lập bộ giám sát quân đội bí mật ở tiền tuyến. Bất cứ ai cũng có thể được điều động để giám sát bí mật các vị tướng ngoài chiến trường. Có thể là cẩm y vệ, thái giám, hay cả các quân viên mà hoàng đế tin cậy. Việc giám sát chồng chéo này giúp hoàng đế nắm rõ tình hình ở chiến trường và theo dõi các động tĩnh bất thường của các vị tướng. 7. Khen chê thưởng phạt sau một trận chiến đều do vua quyết định. Bản thân tướng quân có thể hạ sát các quân nhân dưới quyền của mình, nhưng để khen thưởng các tướng lĩnh có chức vụ nhất định đều phải thông qua triều đình, đặc biệt là vua. Điều này luôn giúp cho các vị tướng này nhớ rằng các ông cũng chỉ là người làm thuê cho một người quyền lực nhất. Hãy nhớ thân phận của mình, đừng vượt qua ranh giới. 8. Nắm giữ con tin khi thấy bị uy hiếp. Trong những trường hợp các vị tướng có khả năng kiểm soát phần lớn quân đội của một đất nước, các vị vua phải tìm mọi cách để kiểm soát tướng của mình và lấy người nhà của các tướng lĩnh ra làm tấm kim bài luôn là lựa chọn được ưu tiên. Ví dụ như Nhạc Phi, khi ông này nắm giữ hơn 5/7 quân đội thời bấy giờ của nhà Tống, vua Cao Tông phải tìm mọi lý do để đưa gia đình Nhạc Phi về kinh đô, ắt cũng để dễ kiểm soát con dao hai lưỡi này. Tôi đã liệt kê 8 yếu tố trên, nếu các bạn thấy điều nào cần thêm hãy bình luận dưới video nhé. Đối với việc quản lý quân sự của nhà Minh, có nhiều phần đổi mới để giúp quân đội luôn nằm trong tay hoàng đế. 1. Bộ chỉ huy quân sự gồm có 5 phó vương. Một phó vương không thể ra lệnh cho quân đội của mình. Tất cả đều chỉ tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế. Lệnh này là một nhánh thường trực của triều đình. 2. Phó vương không có quân đội. Nếu có chiến tranh, các phó vương sẽ nhận quân từ bộ binh. Khi chiến tranh kết thúc, họ phải trả quân về bộ binh. 3. Khi điều động quân đội phải có người giám sát đi cùng. Những người giám sát thường là các hoạn quan và người kiểm duyệt do hoàng đế cử đến. Một người kiểm duyệt báo cáo với hoàng đế về mọi điều ông ta cho là sai hoặc không đúng. 4. Các thái tử hoặc hoàng tử đôi khi được ưu tiên đảm nhận chức vụ chỉ huy tối cao. Hai hoàng đế đầu tiên của nhà Minh đã áp dụng hình thức này. Có lẽ sự kiểm soát nghiêm ngặt về quân đội của các vị hoàng đế Trung Hoa bắt nguồn về những sự ám ảnh trong quá khứ. Bởi các cuộc biến do chính các tướng lĩnh có ảnh hưởng. Loạn An Sử là một trong cuộc biến loạn đẫm máu nhất lịch sử Trung Quốc, cầm đầu bởi hai viên tướng nhà Đường là An Lộc Sơn và Sử Tư Minh. Cuộc biến loạn này khiến hơn 36 triệu người thương vong, hơn 1/3 dân số Việt Nam hiện nay. Các bạn nghĩ sao về nội dung trên? Hãy cho tôi biết ý kiến dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.